Chào mừng các bạn đến với kênh youtube TIN Bóng Đá. Dưới đây là những nhận định phân tích của chúng tôi về trận đấu giữa Burnley và Manchester City trong khuôn khổ vòng một ngoài hạng Anh mùa giải. 2023-2024 diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2023. Burnley đã có màn chuẩn bị cho mùa giải mới khá tốt khi tháng 3, hòa một và thua một trong loạt giao hữu mùa hè. Tuy nhiên, sau thất bại không, hai trước dịch, Huấn luyện viên Vincent Company thừa nhận trình độ của Burnley vẫn còn khá thấp và nếu không mau chóng bổ sung lực lượng, rất khó chinh chiến ở Premier League. Trận khai màn gặp Manchester City Ý sẽ càng chứng minh luận điểm của Company là đúng mà thôi. Ở lần gặp nhau trước đó trong cuộc khổ FA Cup mùa trước, Burnley đã thảm bại 0-6 ở Etihad. Về phía đội khách Manchester City, hiển nhiên mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola là một chiến thắng tưng bừng những ức chế gặp phải từ trận đấu với Arsenal tại siêu cúp Anh hôm Chủ nhật vừa qua sẽ được trút hết tại Top Moor. Haaland cần nổ súng trở lại để dịp tan những chỉ trích nhắm vào mình ở Wembley. Nếu Dea có thể góp mặt trong đội hình xuất phát thì lối chơi tấn công của Man City mới thật sự vào nhịp. Thủ môn Jim Trafford đã chắc chắn rất muốn góp mặt trong đội hình chính bước ra sân Top Đấy không chỉ là trận ra mắt chính thức màu áo bơn lây mà còn là cơ hội cho Trafford gặp lại đội bóng cũ Manchester City. Cùng với đó, những tân binh như Jordan Bier, Yara Osi và dây ký ấm giới Uni cũng hứa hẹn góp mặt trong từng thời điểm của trận đấu. Huấn luyện viên Vincent Kompany đương nhiên hiểu rất rõ sức mạnh của Manchester City và sẽ buộc phải bố trí một đội hình thiên về phòng thủ ngay trên sân nhà. Từ phía Man City, sự vắng mặt duy nhất thuộc về Nathan A kế. Sau khi bất ngờ tái xuất lần đầu tiên kể từ chung kết Champions League trong hiệp 2 trận tranh siêu cúp Anh với Arsenal, Kevin De Bruyne cũng hứa hẹn sẽ ra sân tại Top Tân binh Gvardiol có lẽ sẽ phải chờ thêm mới có màn ra mắt đội bóng mới. Theo cựu danh thủ Leeds, sớm, người từng thi đấu 616 trận cho Arsenal thì đội bóng cũ của ông đã chấp nhận Manchester City và nay sẽ là đội phải hứng chịu. Suốt 8 năm nay, Manchester City bất bại mỗi khi đến sân của Burnley. Trải qua 7 trận, Manchester City thắng 6 và hòa 1. Burnley với thực lực trung bình yếu khó có thể tạo nên bất ngờ trước Manchester City. Lối chơi có cụm có thể giúp Burnley bình yên trong những phút đầu nhưng nếu để Manchester City cầm bóng quá nhiều, đó sẽ là tự sát. Về kèo nhà cái trận đấu giữa Burnley và Manchester City, theo các nhà cái Manchester City thắng kèo châu Á, thống kê chỉ ra Manchester City thắng kèo 7 trong 10 trận gần nhất đối đầu Burnley. Đặc biệt, trong cả 4 lần gần nhất tới sân Burnley, Manchester City đều không thua theo châu Á. Trận đấu này sẽ nổ tại bàn thắng hiệp một theo thống kê 5 trong 7 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội có tối thiểu hai bàn được ghi trong 45 phút đầu. Cùng với đó, 6 trong 9 trận gần nhất của Manchester City tại Premier League cũng có kịch bản như vậy. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán dù được chơi trên sân nhà nhưng rất khó để Burnley có thể gây bất ngờ trước Manchester City. Một trận thua đang chờ tân binh ở vòng một ngoài hạng Anh năm nay. Chúng tôi dự đoán tỷ số là 3, một nghiêng về đội khách Manchester City ở trận này. Được biết trận đấu giữa Burnley và Manchester City diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2022 trong khuôn khổ vòng một Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Theo bạn giữa Burnley và Manchester City đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.